Rời ngày cử hành tang lễ, ngày 14 tháng 10, khán giả Hàn Quốc và khắp thế giới bàng hoàng tin ca sĩ, diễn viên Suli qua đời ở tuổi 25. Sau tin dữ, cảnh sát phong tỏa nhà riêng nơi phát hiện thi thể Suli ở quận Sujung, thành phố ông Nam để điều tra hiện trường. Phía cảnh sát cho biết không tìm thấy dấu vết ngoại thương trên cơ thể Suli nên kết luận ban đầu nữ ca sĩ tự tử. Tuy nhiên, sở cảnh sát nhấn mạnh việc khám nghiệm tử thi là cần thiết, được sự đồng ý từ gia đình Suli. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi idol quá cố. Vì vậy, tang lễ của Suli sẽ rời sang ngày 16 tháng 10, vào mùng 10 giờ sáng, giờ địa phương. Việc dò dỉ thông tin tăng lễ của Suli diễn ra bệnh viện Severance thuộc Đại học Yonsei, Seoul, Hàn Quốc, cũng đang gây tranh cãi lớn. Vì trước đó, công ty chủ quản của Suli là SM Entertainment đã cho biết gia đình idol quá cố muốn tổ chức lễ tăng kín đáo. Người hâm mộ chỉ có thể đến đưa tiễn và cầu nguyện cho Sully lần cuối vào chiều ngày 15 và 16 tháng 10. Tại khu vực riêng do SM Entertainment sắp xếp, việc Sully chọn tự tử bằng phương pháp đau đớn khiến nhiều khán giả dùng mình. Nữ ca sĩ không để lại thư tuyệt mệnh hay di chúc. Trang ghi chép cuối cùng của cô lúc còn sống chỉ vòn vẹn hai từ đau khổ. Sự ra đi của idol 25 tuổi khiến làng giải trí Hàn Quốc đóng băng. 25 tuổi, Suli sở hữu khối tài sản được cho là từ 1 đến 5 triệu đô la Mỹ. Năm 2018 cô và anh trai chuyển về căn biệt thự hai tầng ở xe ông nam sinh sống nữ ca sĩ được quản lý tìm thấy khi đã tắt thở trên tầng hai ngôi nhà này bên cạnh những năm tháng chịu nhiều cú sốc và tổn thương từ dư luận đến mức trầm cảm trong thời gian dài suli còn được biết đến tuổi thơ không êm đềm bố mẹ suli ly dị khi cô đang học tiểu học mẹ tái hôn suli theo mẹ bố dượng và anh trai chuyển đến seoul sau bộ phim đầu tiên đóng năm lớp năm suli vào sm entertainment để đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp sống trong ký túc xá công ty thay vì phát triển bình thường trong vòng tay gia đình